Con xin chào cả. Con xin chào cả nhà. Hôm nay thì con về Cần Thơ và con và các bạn, các em và thí sinh khác sẽ đi đến trường trung học cơ sở Mỹ Khánh để trao quà tặng cho các bạn, các anh chị có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà học cực kỳ giỏi luôn đó cả nhà. Con đang trên đường đi đến Mỹ Khánh nè. Bây giờ con lại tới trường là con sẽ trao quà cho các anh chị và con cũng có cái món quà là bài hát của con cho các anh chị nghe. Bây giờ là 7 giờ mấy phút sáng rồi đó cả nhà. Lát nữa thì tới trường thì con sẽ quay cho cả nhà xem cái hoạt động của trường. Con sẽ đến đây và trao quà tặng cho tất cả các anh chị. Và con nghĩ là hôm nay chắc là hội xuân hay là hội xuân gì ở trường á cả nhà. Vì hôm nay con thấy các anh chị mặc đồ rất là đẹp luôn. Bây giờ thì con sẽ đi vô trường sẽ tìm bà nội nè. Không biết bà nội có đến chưa ta? Và tìm các bạn trong phần thi hát nữa và xem các anh chị làm chuẩn bị gì rồi nha cả nhà. Trân trọng kính mời các mạnh thường quân chúng ta tiếp tục trao quà đợt 2 cho các bạn học sinh. Thank you.
để tỏ lòng cảm ơn. Tiếp theo, mời các bạn học sinh đến đây.